for ZipX. Vâng, chào mừng các bạn đến với cả giải đấu Blast Spring Group. Và thật sự là cũng rất vui mừng chúng ta đã được gặp lại nhau ở trong năm 2024 này, khi mà khoảng thời gian nghỉ cũng là khá dài kể từ khi kết thúc cho mình giải đấu Blast World Final. Và mình Cutter Fuzin, và đồng hành các bạn ngày hôm nay sẽ là vị trí Cutter Phương Ngột. Vâng, và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với trận đấu thi đấu mở màn của mùa giải mới Blast 2024, cuộc đọ sức giữa G2 Esports đối đầu với cả NIP. Một trận đấu mang tính chất khởi đầu của cả hai bên. Không biết rằng là hôm nay G2 sẽ lên tiếng hay NIP sẽ cho bên phía của G2 nhận trái đắng, thì chúng ta cũng phải chờ xem trong một chút phút nữa. Vâng, trước khi chúng ta đến với cả trận thi đấu mở màn của giải đấu Blast Spring Group năm 2024, thì có lẽ cũng sẽ điểm qua một chút những cái thông tin xung quanh ở trong giải đấu lần này từ các đội tuyển tham dự, cùng với đó là các lượt trận thi đấu sẽ được diễn ra vào ngày đầu tiên ngày hôm nay. Và với Blast lần này thì có thể thấy rằng chúng ta sẽ có Spring Group từ ngày 22 cho ngày đến ngày 28 của tháng 1. Và sau đó thì sẽ đến với những cả vòng thi đấu, những gì ta thấy đó chính là showdown, cùng với đó là cả Blast Spring Final nữa. Vâng, Spring Group này thì chúng ta sẽ... The four group winners go straight to the season final. The four second place teams from each group will enter playoffs for two places at the season final. The 10 teams that fail to qualify from the gauntlet will be cast into the showdown. There, they must fight to survive in a merciless single elimination format. They will compete against six teams from global qualifiers. This year, each showdown is no longer split into regions, but is a single tournament played in Europe. Two teams from the showdown will secure their place in the season final to join the six teams from the groups. At each season final, the eight teams will face off in a GSL format, leading into a single elimination playoff bracket with quarters, semifinals, and grand final. The champions of the season finals will be joined by teams who qualify based on their performance in tournaments throughout the year, including the winners of the Copenhagen Major, winners of IEM, Katowice, and Cologne, and top-ranking teams on the leaderboard. These eight champion teams will come together for one last clash as they battle it out for a prize pool of $1 million. Vâng, vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái cuộc hành trình để dẫn với cả Blast World Final năm nay sẽ được diễn ra vào cuối năm. Và ở đây chúng ta đang có danh sách các đội tuyển tham dự vòng thi đấu Spring Group. Với bảng A sẽ là đội hình Vitality, OG, Astralis và Falcon. Bảng B sẽ là FaZe Clan, Spirit, Gamer Legend, Liquid. Đây đều là những cái tên rất là máu mặt thời hiện tại, và chúng ta đều đã thấy những cái sự thay đổi đến những lineup vừa được kể trên. Vâng, và chúng ta còn đó là hai bảng đấu D và C và D nữa. Và bảng đấu C của chúng ta sẽ diễn ra ngay sau đây thôi, một cuộc đọ sức giữa hai đại diện đó là G2 Esports cũng như là NIP. Ngoài ra thì ở bên phía của bảng C chúng ta còn có đó là những đại diện chính xác hơn là có Navi cùng với đó là Complexity. Bảng D thì hiện tại thì chúng ta có đó là những đại diện đó là Victor Pro, Big Cloud9 cũng như là Heroic. Một năm gần như là biến đổi rất nhiều về cái lineup của các đội hình của chúng ta.
có người đến, có người đi và có người ở lại. Em không biết rằng là sau một giải mới thì các đội tuyển của chúng ta sẽ thể hiện như thế nào đây, chúng ta cũng phải chờ xem nữa. Và chính xác hơn thì trận đấu đầu tiên, một trận đấu mở màn, cũng là một cái điểm nhấn cho giải thi đấu của chúng ta trong năm 2024 này. Với bảng C, chúng ta vừa điểm qua những cái tên như là G2 Esports, NIP, Navi, cùng với đó Complexity. Complexity đang là một trong ngôi sao sáng giá đến từ khu NA khi mà có sự dẫn dắt của vị trí anh chàng đó chính là Elite. Thật sự thời điểm gần đây, Complexity đang đem đến cho những người hâm mộ của NA rất là nhiều những sự hy vọng của họ để giúp cho NA đem về cho mình những cái slot nó sáng giá rất là nhiều ở trong những vòng tiếp tiếp đây. Và chắc chắn gần đây nhất mà tất cả đội tuyển đều đang hướng tới nó sẽ là câu chuyện của PGL Major Copenhagen 2023-2024. Với năm nay thì PGL lại được tổ chức thêm một cái Major nữa được diễn ra vào chỉ ở tháng 3 mà thôi. Ngay sau khi chúng ta ăn Tết là sẽ tới ngay lập tức. Và đến bây giờ thì đây gần như là một cái giải đấu mà để cho các đội tuyển bắt đầu có cho mình bước chạy đà. Họ sẽ có cho mình cơ hội được làm tốt hơn với Blood Premier Spring Group. Và trận đấu đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ là cuộc đấu giữa đội hình bên phía team G2 đối đầu với cả NIP. Và trước khi chúng ta đến với cả nó thì anh nghĩ rằng chúng ta cũng điểm qua một chút về layout của cả hai cái tên vừa được kể trên, cùng với đó những thông số đến từ hai đội tuyển này. Và chúng ta thấy rằng đây là lịch sử đối đầu của đội hình bên phía team G2 Esports cùng với cả NIP, và chỉ là chiến thắng dành cho đội hình bên phía G2 Esports mà thôi. Đó là những cái giải đấu như kiểu ESL Pro League Season 15 và Blast Premier Swing Group 2022. Vâng, khoảng thời gian rất là lâu rồi. Rất dài. Và IM Cologne 2022 thì đội hình bên phía team G2 Esports có để thua với cả NIP. Thì đây là năm mà đội hình bên phía team G2 Esports họ không thể đem về cho mình cái chức vô địch của Cologne. Nhưng mà năm 2023 thì cả Cologne và cả Katowice thì đều thuộc về đội hình bên phía team G2 Esports. Còn với NIP thì đang có cho mình một cái sự ngụp lặn khá là sâu. Thật sự là NIP đang gặp rất nhiều vấn đề từ cái line up cho đến cả những map thi đấu của họ. Đây là một khoảng thời gian anh đánh giá rằng rất là lâu rồi. IM Cologne 2022 và G2 thì họ giải đấu lớn nào thì họ cũng được tham gia, nhưng NIP thì không được như vậy. Thế nên là cái lịch sử đối đầu này anh cảm giác rằng bây giờ nó không mang quá nhiều tính chất với đội hình bên phía team NIP và G2 Esports nữa. Và rõ ràng như G2 Esports cũng là một trong những cái đội tuyển mà gần như là cái ứng cử viên cho cái trận thắng trong ngày hôm nay thôi. Bởi vì như chúng ta cũng đã biết là bên phía của G2 cũng đã bổ sung một cái lượng nhân sự, chính xác là vị trí của Nexa, một người cũ đã được bán ở G2. Không quá nhiều điều để nói cả. Còn bên phía của NIP thì thực sự là đội hình của họ hiện tại bây giờ cũng rất nhiều vấn đề. He loves CS2, he constantly finds new things, he's excited to play every single game, but I would also have an eye on the other guys. I expect G2 to win the group. Vị huấn luyện viên trưởng đội hình bên phía team G2 Esports chính là một huyền thoại của đội hình bên phía team Fighters Pro. Và đến bây giờ kể cả có thêm sự xuất hiện của Nessa mà trừ đi cái tên JGet chẳng nữa thì cảm giác đội hình bên phía team G2 Esports vẫn rất mạnh. Và đây là một trong hình bóng cũ đến từ đội hình bên phía NIP. Stuck. The stage we're at right now in NIP is we have a really high ceiling. We've only really practiced for what, like a month. Probably people can see like it's been a bit random whether or not we get results. Thấy rằng với giải đấu Blast vừa rồi thì đó chỉ là lần cuối cùng cho nhìn thấy hơn cũ đội hình bên phía team G2 Esports. Sau đó thì cuối cùng thì ta đã thấy sự thay đổi trong năm nay rồi. Both tough, like working hard. But also like really rewarding. NIP đang cố gắng tìm lại chính bản thân mình ở trong năm 2024 này. Sau khi họ mua về vị trí của anh chàng Hattrick thì cảm giác như đội hình bên phía team NIP vẫn chưa đem lại được quá nhiều điều. We have a really good shot at making it through. So I'm just excited to play really. Vâng. Và đó là màn chào sân đến từ hạ tuyển intro của họ ở trong mùa giải này. Mùa giải mùa xuân của năm 2024 vừa đây chúng ta được nhìn thấy luôn là lịch trình của giải đấu chúng ta diễn như thế nào. Với mỗi vòng của Spring và Fall thì đều có cho mình đó là showdown cùng với đó là cả final nữa. Và cuối cùng kết năm sẽ là Blast World Final như mọi khi. Chúng ta nhìn thấy những cái lịch trình giải đấu đến từ các bảng. Và đây bảng B, Fakeland đối đầu cả Game Legend, Spirit và Liquid. Bảng C, chúng ta thấy đây là trận đầu tiên giữa G2 Esports cùng với đó là NIP, Navi đối đầu cả Complexity. Thì với mùa giải hiện tại thì anh chàng Simple đúng không? Simple Leo có cho mình khoảng gian nghỉ.
Bởi vì lúc mà Simple thông báo như thế sẽ có cho mình khoảng thời gian nghỉ đâu đó tầm 3 tháng. Và thật sự bây giờ thì anh cũng không biết rằng là Simple có định tiếp tục với cả màu áo của Na'Vi hay không. Nhưng trông có vẻ như Simple đã sẵn sàng tìm kiếm cho mình một cái con đường mới rồi. Hoặc có khi cũng sẽ là một kỳ nghỉ dài đến khi nào mà game nó thật sự ổn định những gì Simple đã nói, đúng không? Valve thật sự quan tâm tựa game CS2 này thì Simple bắt đầu quay trở lại cơ. Còn chúng ta nhìn thấy cái rating đến từ đội hình bên phía team NIP. Điểm qua rất nhanh chóng mà thôi. Đây là Alex, một trong cái tên mà chúng ta đã không quá lạ lẫm nữa rồi. Đây Stark, tuyển thủ mà từng có cho mình cái màu áo đội hình bên phía team Archalit và sau lại được bán đi sang NIP. Nói chung là Archalit và NIP có mối duyên nợ bán tuyển thủ nó rất là nhiều lần, đúng không? Không chỉ là mỗi Stark ở đâu. Đây chúng ta thấy rằng đây là cái lineup đã có sự thay đổi đến từ đội hình bên phía team NIP ở trong năm 2023. Vâng, và chúng ta sẽ điểm qua một chút những cái lượng rating bên phía của G2 Esports với những con người hiện tại. Đây chúng ta đến với đầu tiên, Oxy, in game leader của bên phía G2 Esports. Chỉ số thực sự nó cũng không quá đẹp nhưng không sao cả. IGL Oxy luôn luôn là như vậy. Còn đây là một trong những tài năng rất là trẻ, và phải nói rằng đến năm nay thì cái thứ hạng của Monesin đã cao rất là nhiều rồi. Đó là vị trí top 4 trên bảng xếp hạng tổng của HLTV. Hunter với vị trí ngoài top 10 nhưng không sao cả, vẫn là một cái tên tín chỉ đến từ bên phía team GI Esports. Một rating phải nói là cũng rất đáng giá các tuyển thủ. Và phía này sẽ là vâng top Nico. 2. Top 2. Vâng, top 2. Ông vua Rifle chỉ đứng sau duyết đó là Opper mang tên Zaiu, mà thôi cùng sẽ là Nessa. Cũng là người cũ của đội hình bên phía G2 Esports. Áo đấu mới của G2 Esports ta thấy rất đẹp rồi. Chúng ta thấy rằng Swanee là người rời đi sau cái giải đấu Bloodwood Final và người được cộng vào đó chính là chiếc Tat. Tat đã từng thi đấu trong màu áo đội hình bên phía team Vitus Pro. Cái thời điểm vẫn còn đó là Bialy cùng với đó là Pasabicep. Nói chung là đó là cái lineup phải nói thành công nhất của đội hình bên phía team Vitus Pro ở thời điểm đó. Và chúng ta đã nhìn thấy được cả hai cái tên rồi. Và rõ ràng với đội hình bên phía team NIP họ chính là cái sự bất ổn hơn rất là nhiều so với bên phía team G2 Esports. G2 họ chỉ thay đổi huấn luyện viên trưởng cùng với đó là vị trí của anh chàng JKS với cả Nessa mà thôi. Và ở đây chúng ta đã nhìn thấy những map thi đấu được pick đó là Vertigo, Anubis và Nook. Gần như em cảm giác là bên phía của NIP họ quyết định là đấu tay với cả G2 trên map pick của chính họ vậy. Với Vertigo thì có thể nói là NIP bắn cũng tạm ổn. Thực sự để mà counter lại bên phía của G2 thì đó là cả một hành trình cũng khá dài. G2 quyết định chọn cho mình đó là map thi đấu Anubis. Một map thi đấu cũng hợp lý để có thể đánh lại bên phía của NIP mà thôi. Và map thứ ba, map mà chúng ta có thể có trong trận thi đấu đầu tiên này, đấy là map thi đấu The Nook. Chúng ta thấy rằng cả hai đội tuyển tự ban đi những cái map gọi là map tủ của họ. Đúng. Bởi vì với đội hình bên phía team NIP họ bắn mỗi map thi đấu overpass thôi. Rất khổ với cái đội hình bên phía NIP chả biết bắn gì ngoài overpass từ điểm gần đây. 3-4 tháng gần đây thì Overpass là một trong map thi đấu được gọi là hot pick của đội hình bên NIP, bởi vì họ chả biết làm thế nào để giúp cái lineup này bắn tốt hơn ở cho những map thi đấu còn lại. Thế nên là Overpass ngay lập tức bị ban đi đến đội hình bên phía team G2 Esports. Còn trước đó thì NIP cũng đã có một lượt ban dành Inferno rồi, một map thi đấu cũng cực kỳ tủ đến từ đội hình bên G2. Và sau đó chúng ta thấy rằng được pick cho mình những map thi đấu mang tên đó là Anubis, đó là Vertigo cùng với đó là Nook, đúng không? Nhưng mà anh đánh giá thật sự là rất là khó thành đội hình bên phía team NIP đấy, bởi vì kể cả những map thi đấu vừa được xuất hiện ở trên màn hình các bạn thì nó là map thi đấu mà đội hình bên phía NIP họ bắn chỉ thua thôi, hoặc là họ còn không được bắn cơ. Map thi đấu mà có cho mình cái tỷ lệ rating thấp hơn Overpass một chút đó chính là map thi đấu Ancient, chúng ta cũng không được thấy ở trong ngày thi đấu hôm nay. Đó lý do vì sao mà đội hình bên phía team G2 Esports đánh giá cao hoàn toàn so với các thành viên bên phía team NIP ở trong lượt trận ra quân này. G2 cũng đã có cho mình mẫu áo đấu mới trong năm 2024 rồi. Vẫn có đó Red Bull, vẫn có đó Logitech, nhưng có một 2 số 8 một vị trí rất đặc biệt ở trung tâm chiếc áo, đó là M88. Một trong nhà tài trợ mà tôi nghĩ rằng đến bản thân các bạn ở Việt Nam cũng biết, bởi vì đây cũng là từng là nhà tài trợ dành cho đội hình bên phía team 335 Cầu Giấy. Đúng. Vậy thì một ít phút nữa thôi thì chúng ta sẽ đến với map thi đấu đầu tiên trong trận thi đấu mở màn của Blood Premier Spring Group, cuộc đọ sức giữa G2 Esports và cả Ninja and Pyjama. Vẻ như setting của các tuyển thủ sẽ nhanh chóng hoàn thành mà thôi.
Với giải đấu lần này chúng mình đã quay trở lại với cả kênh sóng của YouTube. Và có một điều nữa nhấn mạnh các bạn, đó là không hề có delay. Không delay. Anh em đang xem trận đấu này, đó chính là trận đấu được phát sóng real time, trực tiếp luôn. Tất cả mọi tương tác của anh em cùng với cả lượt trận thi đấu đều là trực tiếp. Và chúng ta thấy rằng thời điểm hiện tại thì đội hình bên phía team NIP cũng đang có sự chuẩn bị sẵn sàng với Matthew Vertigo rồi. Hãy cùng xem liệu rằng ngày hôm nay, với một đội tuyển có cho mình quá nhiều những cái sự thành công trong năm 2023 như là G2 Esports, và chưa kể là tuyển thủ của họ có 5 người thì có tận 3 người ở trong top 20 HLTV. Đúng, còn phía bên kia thì chả có sự vô địch gì cả và cũng chả có ai. Thì có phải là một cái điều bất ngờ với cả G2 không? G2 đang rất thoải mái ở trong lượt trận thiếu này. Và NIP cũng như vậy. Đây là cuộc đối đầu vui vẻ giữa cậu nhau Hattrick cùng với đó là Monesi. Đôi bạn thân. Bây giờ thì để xem Oper trẻ của đội tuyển nào sẽ lên tiếng trong trận thi đấu này đây. Với là những cái sự thoải mái về tinh thần giữa cả tuyển thủ hai bên. Nên là như vậy. Mới chính xác hơn mới chỉ là trận đấu mở màn mà thôi. Giờ thấy rằng đây sẽ là một trong những cơ hội đến với cả Blast Spring Final sớm. Cũng sẽ có rất nhiều đội tuyển họ mong muốn có cho mình những slot sớm. Và với 16 đội tuyển tham dự thì cũng chỉ có cho mình 6 tấm vé mà thôi. Và sau đó 10 đội tuyển còn lại sẽ cố gắng bắn nhau và đem về cho mình cơ hội từ vòng thi đấu. Đó chính là showdown. Nhưng mà với dòng showdown thì anh nghĩ rằng hy vọng nó thấp hơn rất là nhiều. 10 đội tuyển mà chỉ có 2 tấm vé, cái tỷ lệ phần trăm thành công nó thấp hơn. Và đa phần đều là trận thi đấu BO3, thua cái là bye bye. Đấy, nó sẽ rất khó khăn. Thế nên là đây mặc dù là một lượt trận thi đấu mở màn nhưng mà nó cũng sẽ là một cái lợi thế dành cho đội tuyển nào đem về trong chiến thắng đầu tiên. Đánh giá là áo năm nay của G2 không đẹp lắm em ạ. Còn với áo của đội hình bên phía team NIP thì nó vẫn cái màu của nón chuối như vậy. Nào hãy cùng xem. Với sự dẫn dắt của vị trí anh chàng Tác thì Vertigo ta diễn ra như thế nào đây? Ta đến ngay round thứ đầu tiên giữa đội hình bên phía team G2 Esports cùng với đó là NIP trong năm 2024 này. G2 Esports sẽ có mình bên phía Cityside và hiện tại thì người lên đồ đang là cái tên Husi. Và phía bên kia Ninja Pyjama họ có cho mình đó là hai quả lửa trên người của Hattrick cũng như là config flat đầy đủ cộng với cả smoke nữa. Hattrick Red và cả Astark lên cho mình những khẩu giáp một, có thể sẽ bắn nhau từ sớm mà thôi. Và giờ thì bên phía của NIP họ đang muốn khai thác một khu vực bonsai B, có đó là Dexa, nhưng Dexa không làm được gì hơn cả một pha hai mồm đến từ vị trí của Rank rất căng thẳng. Đổi được hai, đang tràn vào bonsai và quyết định hạ quả C4 xuống. Quả C4 sẽ được hạ thành công mà thôi. 3 vs 5, retake bonsai kiểu gì đây G2 ơi? Cơ hội dành cho G2 Esports là quá khó. Rex bắn cực kỳ điên rồ với khẩu Glock trong pha thiếu này. Vâng, đó là 4 mạng gục đến từ Rex rồi và chỉ còn Nico mà thôi. Nếu Nico nằm xuống sẽ là cái ai đến từ Rex. Ây cái em tức ở round the piston. Ừ, quá điên rồ đi. Và bây giờ Rex ơi, quá ghê gớm. Mở màn năm 2024 bằng một cái ai đến từ vị trí của Rex. Quá kinh khủng thật sự. Tăng lên khu vực bom sai bay và sau đó thì vị trí của Rex vả mồm từng người một bên phía team G2 Esports. Chỉ với một khẩu Glock trên người của mình mà thôi. Và chúng ta hãy cùng xem lại cái highlight đến từ bất ngờ thật sự anh chàng Rex. Những góc kề, những góc đặt tâm đến từ Rex chỉ mặt ạ. Pha này Nico đã cố gắng nhá rất nhiều rồi nhưng tiếc thay Nico không hề có giáp trên người bắn là khá díu. Và chưa kể là cái đối đầu của tuyển thủ đang có cho mình một tình huống vào cầu cực kỳ là ghê gớm như là Rex thế kia thì không thể làm gì được. Rex đã làm hết ở trong pha thiếu vừa rồi. Thắng Piston Round, round thiếu tiếp theo thì đội hình bên phía team G2 Esports họ quyết định là fork bay luôn cái thể hiện bên phía NIP. Nhưng mà đội hình NIP họ vẫn đang rất chậm rãi mà thôi, có thêm cả một tình huống stack dead nữa khi mà góc đứng trước đó đã sử dụng đến từ cái tên Nessa. NIP đã rất cẩn thận ở trong pha thiếu này, họ không hề muốn để thua với đội hình bên phía team G2 Esports. Cho dù đó chỉ là những khẩu DE mà thôi, nhưng NIP biết được rằng cái sự nguy hiểm khẩu DE trên người của Nico hay là Monesi nữa, vẫn là khai thác vào khu bom sai B thật đấy, nhưng vẫn chủ động cho mình đến một lối chơi chậm. Vẫn còn đó là Nexa cũng như là Hunter trong khu vực bom sai B. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem bên phía của NIP họ sẽ vào sai kiểu gì đây. Thời gian thì vẫn đang trôi về những khoảng tham minh cuối cùng rồi. Lửa sẽ được trả vào. Flat book lên. Bây
giờ Nexa đang nhìn ra cái đầu của Rake. Nào, ai sẽ là người nằm xuống đây? Ôi, vẫn là Rake mạng thứ 6 của anh ta và chưa ai sát đao được vị trí của Rake cả. Vẫn lại là một tình huống 3v5 bên phía của G2 mà thôi và chỉ còn lại một mình Nico. Một pha đổi mạng cực kỳ nhanh và Nico cần phải giữ lại cho mình cái giáp 2 này. Nhưng có lẽ là cũng không cần thiết lắm. Xếp kiểu gì đấy Nico ơi, đội hình bên phía team NIP đang rất khát máu pha thiếu này. Họ sẽ muốn bắt nốt cái tên Nico để chắc chắn rằng đội hình bên phía G2 Esports sẽ không còn ai có giáp trên người sau round thiếu thứ hai. Và với round thi đấu tiếp theo chắc chắn thôi, đội hình bên phía team G2 Esports chỉ có thể là Eco với đội hình bên phía NIP. Vẫn rất bó cẩn, NIP bắn cực kỳ là chắc kèo tại tình huống 5v1. Họ chỉ đơn giản là kê thôi, không ai đẩy đi cả. Vậy là Nico còn sống và chiến thắng thứ hai vẫn gọi tên đội hình bên phía NIP. Và hiện tại thì Rake vẫn đang còn sống với đó là 6 mạ gục. Đầu xuôi đến từ đội hình bên phía team NIP và liệu rằng với những round thiếu tiếp theo, điển hình nhất là round thiếu full buy, thì đội hình bên phía NIP còn có thể đem về chúng ta bao nhiêu bất ngờ nữa đây. Nhưng ít nhất là ở round thiếu này thì mọi thứ anh nghĩ rằng cũng sẽ dễ dàng. Eco trắng là điều mà G2 chắc chắn phải làm. Và gần như là một cái free win tại trong phía của NIP mà thôi. Có lẽ lại tiếp tục một công cuộc chiếm bề nhanh đến từ bên phía của NIP. Và cần thiết thì bên phía của G2 họ có thể chơi một bài liều. Đẩy ra và đổi được bao nhiêu mạng thì đổi. Đây, vừa nói xong thì Nico có mặt của A-Stack luôn. Ghê chưa, ghê chưa. Đó là top 2 LTV năm 2023. Bắn pha Deagle cực kỳ nét đến từ Nico. Nhưng nên nhớ rằng cũng chỉ còn một khẩu Deagle duy nhất đến từ đội hình bên G2 Esports thôi. Nico đang muốn có nhiều hơn. Quyết định là cương tầm gần đến từ khẩu Deagle Blade này. Hãy cùng xem liệu rằng còn có ai bên phía team NIP có thể đem về cho mình cái tình huống hạ gục đi chứ Nico hay không đây. Đã vào góc thiếu này rồi là không thể lùi về Nico. Lửa trong bom sai, Nico vẫn đang là một dấu hỏi. Husi sẽ người cố gắng bắn từ bên trong ra nhưng không được nữa rồi. Husi đã bị đốt vào quả lửa vừa rồi. Và sau đó thì đó một tiếng spam cùng với Stacknet vào. Nico đã nằm xuống. Và Rake tiếp tục headshot thêm cả cái tên Nessa. Và chỉ có đó là Hunter. Hunter ở đây không đổi được ai cả. Tất cả chỉ là một mạ gục Deagle với cả vị trí của Nico mà thôi. 3-0 thuộc về NIP. Một map thi đấu Vertigo mà vị trí IGL Alex đang đem đến cho chúng ta một cái điều bất ngờ đến từ đội hình bên phía team NIP đúng không em? Còn pha này thì vẫn là cái sự uy tín đến từ Nico. Deagle one tap. Với bên phía của NIP thì hiện tại Rake, anh ta vẫn có đó là cho mình một bộ chỉ số đấy là 7-0 sau 3 round thi đấu. Khá điên rồi. Nhưng liệu rằng round thi đấu tiếp theo này có điên rồ được nữa hay không khi bên phía G2 có full bài. Và Nico vẫn là người lên tiếng trong khoảng thao minh đầu tiên. Rake thì vừa bị hạ gục rồi. Giờ là một tình huống 5v4 có lợi hơn dành cho bên phía của G2. Vẫn khai thác một khu bom sai B đến từ bên phía của NIP. Nhưng liệu rằng có dễ dàng như 3 round thi đấu vừa rồi hay không thì chúng ta hãy cùng chờ xem. Nào, bút nhau lên, X-Stack vào thế rồi. Nexa thì vẫn đang lẩn khuất trong quả smoke. Rất khó cần. Không cần phải đẩy vội nhưng Nexa biết được vị trí của X-Stack và thôi. Hedrick, Config và Alex sẽ làm gì để vào sai đây? Hai người ở row IGL đang bắn cùng một bom sai ở tình huống này. Và phải nói rằng nó vẫn là cái sự nhịp nhàng giữa Nexa cùng với đó là Husi. Và với điều đó thì họ đẩy cái tên bên phía NIP quay trở ngược về khúc bom xe A, nơi mà trước đó Nico đã có tranh mạng từ sớm. Và thi đấu này thì Config phải chờ đợi những người đồng đội mình di chuyển lên thôi. Nhưng Nico vẫn còn đó là một quả smoke có thể trả về khu vực A-shot. Nhá rất dẻo. Đây cũng từng là một góc thi đấu mà vị trí của anh chàng Monesi từng phát hiện ra. Đó là một có một cái bug để có thể nhìn ra được tận khu vực bom xe B. Nhưng nó được fix đến từ Veil ngay từ tuần trước rồi. Bây giờ hãy cùng xem nào, tham mình đã tới 30 giây còn lại, sớm mốc trả ra cực kỳ khó chịu. Và cơ hội để đánh về khu vực bom sai A từ khu vực A-shot này gần như là rất khó đây. Chỉ có thể di chuyển lên từ khu đường chính mà thôi. Băng qua quả smoke này không đây, không được, quả nết là đau đấy. Nhưng mà Nico có một góc kê trước và không kịp phản ứng đến từ Alex. Nico vẫn còn sống với 2-3 HP còn lại. 10 giây cuối cùng đến từ đội NIP và họ phải sủi mà thôi. Chiến thắng đầu tiên tại round thiếu full buy dành cho G2. Rõ ràng là với những khẩu súng lục thì bên phía G2 đang hơi thất thế, nhưng họ có cho mình những khẩu rifle M4 cũng như là AWP thì kết quả đã hoàn toàn khác biệt rồi. NIP không thể nào mà cựa quậy được nữa.
giữ đồ và chiếm khu vực Rama từ trước đó là rất tốt đến từ đội hình bên phía team G2 Esports. Và đó là lý do vì sao họ đã khiến cho NIP gặp khó khăn ở trong pha thi đấu này. Chưa kể là khu vực bom xe B, bộ đôi Nessa, Husi bắn rất nhẹ nhàng nữa cơ. Mới một round thi đấu nhưng mà Husi gáy cứ như chúng ta ăn chuẩn bị ăn một map rồi ấy. Trời ơi, gáy to quá anh Husi ơi. Rất tín chỉ đến từ vị trí Husi. Bây giờ thì vẫn là câu chuyện như vậy rồi, người luôn lục được đem về cho mình cơ hội. Nhưng Husi Nessa vừa gáy xong thì mất luôn bom xe B. Hai người chỉ đổi được có một thôi là cực kỳ lời đội hình bên phía NIP rồi. NIP sẽ muốn đánh luôn về B ở trong pha đấu này không đây, khi mà vẫn còn đó là Opper mang tên Monesi tại cuộc City. Một quả lửa trả vào nhưng vẫn sẽ là một góc bút dành cho cái tên Alex. Bom xe B đang gặp khó và đội hình bên phía team G2 Esports, dấu hiệu của họ đang là muốn bắt bài khu vực bom xe A. Họ bỏ hoàn toàn B rồi. Khi Monesi đang kéo ốp ra middle và sau đó thì bộ đôi anh em là Kovac thì lại đang ở A. Tầm này vào B có ổn hay không đây? Đối phương bắt đầu trả lửa trên góc. Và bây giờ thì hãy cùng xem Monesi vẩy được bao nhiêu mạng với khẩu ốp này đây. Có vẻ ra ngửi được một cái mùi gì đó rồi. Bây giờ có cả Hunter về support cho cả Monesi nữa. Đang kê ốp trực diện ra khu vực. Thấy rồi, Monesi đã thấy rồi. Chỉ là cái khoảng cách đó vẫn chưa giúp cho vị trí Monesi có cho mình mạng cục đầu tiên thôi. Nhưng liệu rằng phía bên trái có người Monesi có đoán ra không đây? Monesi phản xạ bắn trên vị trí Rex. Và bây giờ thì trong bom xe có người Monesi vẫn đang quẩy nhưng đã bị đinh xuyên vào thùng. Monesi gặp khó, Monesi có cho mình mạng cục tiếp theo. Hunter người cover hay. Chỉ còn Conflict là người đi biter thôi, đổi được một thật đấy. Đó là vị trí của Hunter nhưng còn đó là Monesi và còn đó là ông chú Nico tại City. Và không thể qua được họng súng của Monesi. Đây là top 4 HLTV của năm 2023. Làm bà luôn cho cẩn thận. Rất bình tĩnh mặc dù đã bị bắn đinh xuyên qua tường. Nhưng Monesi vẫn múa cột cực kỳ dẻo đem về cho mình mạng cục thứ hai trong pha thi đấu này. Một mạng rất quan trọng bởi vì nếu Monesi mà nằm xuống thì cơ hội để có thể rotate về cục bóng CB gần như là không còn thành đội hình bên phía team G2 Esports. Xác như gì mà anh Custer Fuji đã nói. Tài năng trẻ của bên phía G2 đã không làm chúng ta thất vọng. Và giờ thì sang round thi đấu thứ 6. Cả hai Opper trẻ bên phía của hai bên đều có những khẩu súng làm nên thương hiệu của mình rồi. Monesi cũng như Hattrick. Hai con người này sẽ đối đầu với nhau như thế nào đây? Nhưng có vẻ như là người dừng hơi ngược lối một tí khi mà Hattrick quyết định là lên A. Chiếm Rama từ sớm. Còn cùng với đó là bên phía bên kia thì Monesi đang cố gắng bảo vệ ở khu trục mid. Nào, hãy cùng chờ xem. Monesi đang ngắm rồi. Pha này định giạt ra swing luôn ư? Một góc bút. Và liệu rằng bộ đôi bên phía team NIP có vượt qua được khẩu súng hay không đây? Vâng, vẫn đang rất là toan tính nha. Ôi, vào đây là quyết định là giạt ra, vẫn là chết đến từ Alex ạ. Họ biết được rằng middle có khổ ốp của Monesi rồi. Nhưng NIP họ vẫn muốn thử ở trong pha thiếu này. Và nên nhớ rằng đây là key round. Nếu để thua thì lúc đó G2 Esports sẽ là người có cho mình cơ hội vươn lên dẫn trước. Với cả NIP không đi được mid, không đi được B thì lại quay trở về bom xe A thêm một lần nữa. Nhưng trong bom sai, chắc hơn là trong khu vực bom sai A thì vẫn còn đó anh em là Kovac, Nico cũng như là Hunter nữa. Và bây giờ thì có lẽ là Monesi biết được rằng là bên phía đối phương đang muốn đánh một khu vực bom sai A và về support luôn cho hai ông anh của mình. Hai người kẹp khu vực shot, Monesi thì cương trực tiếp vào khu vực ngây mền mà thôi. Một quả nết được trả ra làm mềm đi những thành viên bên phía của NIP. Trả smoke. Bây giờ thì xem như thế nào đây. Nico. Nico ít nhất phải đổi được hai nhưng Nico chỉ làm một mà thôi. Không sao cả, có một gì support ở đây rồi. 2v4 khó cho NIP rồi. Hunter có mạng của Rake và Hurtrick. Hurtrick cũng chỉ kịp đổi một mà thôi. Còn 5 giây tốt nhất là nên đi sủi để có thể giữ lại khẩu ốp cuối cùng này. Và chiến thắng thứ ba gọi thêm về phía G2. Quân bình tỷ số. Ba đều dành G2 Esports với cả NIP. Và trong pha thiếu vừa rồi thì họ không thể nào đoán ra được còn một tuyển thủ nữa mang tên Hunter đang đứng cục shot đến từ đội hình G2 Esports, bởi vì trước đó Nico đã chết rồi. Và gần như đội hình NIP không có bất cứ một dấu hiệu nào là check lại cả. Đó lý do vì sao mà đội hình bên phía team G2 Esports đã chiến thắng cho mình ở trong round thiếu vừa rồi. Và vẫn là công lớn ở vị trí của Monesi thôi. Monesi gây được áp lực lên cục trục mid. Và bom xe B thì cũng không thể chiếm được với cái lượng đồ ít ỏi đến từ đội hình bên phía team NIP. Họ quay trở về bom xe A, nơi vẫn còn đó là bộ đôi anh em nhà Kovac. Cứ đúng tham minh đó thì anh em là Kovac lại trả một quả smoke ra cục short. Họ rất đơn giản thôi. Cùng bắn với nhau cực kỳ là dễ dàng. Đây từng là một mát thi đấu mà khiến cho đội hình bên phía team G2 Esports phải ôm hận tại kỳ Blood Paris Major.
một trận đối đầu giữa đội hình bên phía team Fnatic. Và thật sự trận đấu đó là một bom xe A cực kỳ thảm họa giữa vị trí của anh chàng Monesi cùng với đó là Nico. Đó là quá khứ rồi. Đây sẽ là một ngày khác đến từ Vertigo dành cho Zichu. Chính xác là như vậy. Và giờ bên phía NIP trong round thi đấu thứ 7 này, vốn liếng của họ cũng chỉ có đó là một khẩu ốp trên người của Hattrick mà thôi. Config và S-Tag lên cho mình khẩu Tech 9. Và giờ thì để xem với những khẩu pistol trên người của các thành viên bên phía NIP thì họ có làm cho bên phía của G2 có những sức bất ngờ hay không? Con Talon. Con Talon này chắc chắn là một con Blue Gem. Quá nhiều xanh. Quá nhiều danh Nico, không biết Nico mua về hay là mượn của ông Trung Quốc nào nữa. Chưa kể Nico đang nhảy chết cực kỳ là khéo léo tại khu vực bao cát, bây giờ đã phát hiện ra kẻ địch rồi. Sẽ tham mình trả quả smoke ra thôi, và sau đó thì đội hình bên phía team Gai Sport cũng không hề lưỡng lự cho tiếng bung đồ ra trong pha thiếu này. Họ bắn rất chuẩn chỉ, thấy địch mới bắt đầu trả đồ. Và điều đó giúp cho bộ đôi anh em nhà Nico vẫn còn đó là một quả smoke nữa ở trên người Nico. Hầu lại ở khu vực cửa RAM đến từ các thành viên của NIP. Họ cần nhanh hơn để có thể đổi mạng, đánh vào khu vực xe A bây giờ. Còn nếu như chậm trễ phát nữa thì Monesi sẽ về backup. Và giờ thì vào A kiểu gì đây bên phía của NIP ơi? Vâng, bốn chú lái tàu cầm những khẩu súng lục lên tanh đi. Còn Hattrick đứng đằng sau sẽ là người đổi mạng. Hattrick phải là người được tạo thế để có thể đem về cho mình những tình hoa highlight. Còn nếu Hattrick chết đầu tiên thì thì tôi không biết nói gì nữa. Vậy là khẩu ốp đã rơi và mọi thứ sẽ là chấm hết đến từ đội hình bên phía team NIP. Nico làm đôi rồi, Nico không thể làm được ba ở trong pha thiếu này, nhưng thời gian đã quá cận kề đội hình bên phía NIP. 17 giây còn lại, Alex cũng đã ra đi. Double kill Monesi, và bây giờ thì triple kill Monesi. Rất gọn gàng mà thôi. Tiếc thay không có một màn diễn nào dành cho Hattrick cả. Hattrick là người chết đầu tiên. Và bên phía của G2 thì đây đúng chính xác là một show diễn của hai chú cháu Monesi và Nico thôi. Không có bất ngờ của NIP tạo ra. Khó, tại vì NIP pha đấy chỉ có lục, mới là ốp em ạ. Không có lửa, không có nết để check lại sunbox. Và lúc đó thì góc đứng của Nico là góc đứng quá đẹp rồi. Kể cả pha thi đấu mà Nico làm được 2 mà Nico trốn luôn ấy, Nico không ra nữa cũng được. Nhưng mà Nico kiểu tự tin, đang làm 2 rồi, đang cuốn rồi. Hơi tham một tí, muốn cải thiện frag mà cũng đẩy ra, thế là thôi, để thua thôi. Nhưng cái điều đó không có quan trọng. Quan trọng hơn là đội hình G2 Sport họ đã dẫn trước với tỷ số là 4-3. Và giờ thì với round thi đấu tiếp theo, round thi đấu thứ 8, thì bên phía của NIP họ đã có cho mình những khẩu AK. Tuy nhiên Hattrick tuyệt để rơi ốp thì anh ta cũng chỉ bắn cho mình một khẩu DE mà thôi. Khẩu súng lục duy nhất bên phía của NIP với việc mà DA sau những round thi đấu vừa rồi không thành công, NIP quyết định quay trở lại khu vực bom sai B. Phải thử. Họ phải thử mid đồ cùng với đó bom sai B. Bom sai B nếu muốn đánh thì bắt buộc phải chiếm được mid. Bom sai A muốn đánh vào thì không chiếm mid cũng được. Nhưng pha này thì lộ chân rồi. Nếu đây là một khẩu ốp thì có khi config đã thành người tàn tật. Nhưng mà đó là một khẩu AK. Thế nên là vị trí của anh chàng Husi quyết định là không bắn để không lộ vị trí đứng của mình. Đúng. Một quyết định hợp lý thôi. Nhưng bây giờ thì thôi, bắn thẳng vào đầu. Không cho config là người tàn tật. Cho phải liệt luôn. Cho thì... là cho ra đi luôn đấy. Cho lượm luôn đấy. Đến từ vị trí config. Và sau đó Rex bỏ trường cũng không đem lại bất cứ một sự hiệu quả gì đến từ đội hình bên phía team NIP cả. Và lần này thì họ lại quay trở về bom CB thêm một lần nữa. Nhưng lượng đồ đã hết rồi, sẽ không có những quả đồ để check lại cái góc đứng của Nessa nữa đâu. Nết được trả vào, ba người đều mất máu. Nessa vẫn đang là góc bắn cực kỳ đẹp. Và bây giờ thì Nessa chuyển bắt thăm minh giạt ra rồi. Quá đơn giản, Nessa là một Nessa vẫn đang lắc. Nessa bắn yếu thêm cả một người nữa. Tiếp thay khẩu M4S đó thì được quá ít đạn. Hai người còn lại đang khá yếu máu. Nết trả vào trong bom sai, chết luôn cái tên Alex. Và bom đã rơi và đó tiếp tục double kill gọi tên Husi. Nết gọn gàng rồi. Một mình Husi cũng làm được, chưa cần tới hai cái tên còn lại ở bom sai đâu. Rất mượt mà đến từ vị trí của các thành viên của G2 Sport. Họ đọc bài như là đọc một cuốn sách giáo khoa vậy. Và giờ thì cơ hội nào để cho bên phía của NIP đây? Anh ơi bình tĩnh, thôi, vẫn bình tĩnh thôi. Nico rất cục trong tình vừa rồi, đó là tình huống đem lời yêu thương dành cho vị trí của Config. Ôi, một mà quả voi com, tôi phải nói tín chỉ và tắc chắn tôi cắt ra và đăng lên fanpage Fujin của tôi. Rất uy tín đến từ vị trí của Nico.
Còn bây giờ hãy cùng xem nào. Đội hình bên phía NIP họ chỉ có thể hấp bài thôi, đây lại tiếp tục lấy những khẩu lục, nhưng mà cứ đứng ở góc thiếu này ăn không biết bao nhiêu nét em nhở. Chưa thấy kẻ địch đâu, đã mất đến nửa cây máu. Đó là Alex, đó là Estac. Và giờ lại định bút nhau lên ư? Hoshi được bút cao hơn và có khả năng Hoshi sẽ nhìn ra, và chính xác là như vậy. Lại nết, lại flash. Cái đầu đấy hơi to. Vẫn cứ đứng ở khu vực bom sai B thôi, bao giờ mới lên được sai đây. Em ơi, quả lửa quý giá đã mất đi rồi, vẫn chưa trách ra Nessa. Đúng. Quả lửa vừa rồi nó không cháy tới với Nessa các bạn ạ, và nó vẫn đang giúp Nessa có góc đứng. Còn bây giờ thì Monesi lại kéo ốp ra đem về cho mình thêm mạ gục rồi. Sẽ ai tiếp theo cái tên của Rex đây? Cài được Alex vào, thật đấy, nhưng Alex chỉ là một khẩu súng Tech 9 mà thôi. Alex đang muốn swing ra trong pha thiếu này, nhưng swing một khẩu ốp vẫn đó là phản xạ và kinh nghiệm đến cái tên Monesi. Quá ghê gớm đi, và tiếp tục sẽ là ai nữa đây? Ôi thôi. Hết rồi. Nó sẽ là dấu chấm hết đến từ đội hình bên phía team NIP. Và round thắng thứ 6 dành cho đội hình G2 Esports. Và từ nãy đến giờ đó 6 round thắng thông đến từ G2. Sau khi đội hình bên phía team NIP có cho mình lợi thế ở round thứ Piston round 3-0, thì đến bây giờ đó là 6-3 rồi. Và nên nhớ rằng đây là CS2, mọi thứ sẽ kết thúc rất là nhanh. Và giờ thì quyết định là phải dùng thêm cho mình một quyền tactical timeout thôi. Nên là như vậy. Nhưng mà bên phía của NIP họ quyết định chơi cục hơn. Chúng tôi không cần. Vẫn tiếp tục là những khẩu AK trên người các thành viên bên phía của NIP. Họ quyết định đánh vào khu bom xe A nhanh. Nhưng giờ thì chưa kịp ra smoke trả và cả lửa nữa thì làm sao mà có thể nhanh được đây. Hai đội tuyển đầu tư rất nhiều bom mìn trong tình huống chiếm khu vực RAM này. Thì vẫn còn đó là flash và lửa thêm một lần nữa. Vâng, đốt rất đau nha. Alex Config cứ thế mất máu mà thôi. Nico đang cực kỳ khó chịu trong tình huống trước đó. Đem lời yêu thương dành tặng cho anh chàng Config. Và bây giờ hãy cùng xem nào. Đây rồi, Monesi đã có mình mạng gục đầu tiên. Nhưng Config lại là người vả chết cái tên Nico. Vẫn là Nico phải nằm xuống mà thôi. Và Config cẩn thận có cho mình thêm mạng gục thứ hai nữa cơ. Nhưng Hushi còn đó. Hushi đã bòn về khu short rồi và chưa ai phát hiện ra Hushi ở đâu cả. Đây sẽ điều bất ngờ dành đội hình bên phía NIP. Hushi hạ gục một người, đó là Config. Thì mọi thứ lại đem về với thế cân bằng dành cho đội hình bên phía team NIP ở trong pha thiếu này. Nhưng Estac đã bò được vào B và họ biết rằng bom xe B đã clear. Quả xe 4 sẽ được cầm về đến từ chiếc Rake. Và Config sẽ là người bài tờ. Nào, ai sẽ nghi lượng hơn ở trong pha thi đấu này đây? Chỉ là 3 máu thôi và anh nghĩ rằng Config cũng không có dấu hiệu là tò mò trong tình huống này đâu. CT vẫn còn đó Nessa. Quả C4 vẫn đang quắc cực kỳ trì đến cái tên Rake. Nhưng đến bây giờ Rake bắt đầu chạy rồi. Và sẽ di chuyển lên ladder và về bom xe B mà thôi. Đấu trí đến từ cả hai bên. Và giờ thì liệu để xem bên phía G2 có mắc bẫy bên phía của NIP hay không đây. Quả C4 đã được hạ xuống, Hoshi có thể phát hiện ra thôi. Config đã nằm rồi, 2v2. Và bộ đôi bên phía của G2 Esports quyết định là retake bom site. Chắc chắn rồi, họ có tiền, họ có cả kit, họ có cả bom mìn trên người Hoshi. Mọi thứ đều đang ủng hộ bộ đôi IGL chính và phụ. Cùng xem liệu rằng góc đứng của Estac này sẽ làm được mấy. Đây một góc thi đấu mà Auto phải check rồi. Dạt ra và đắm bắn vẫn thẳng mồm đến từ Hushi. Và bây giờ thì sấy nhưng không được đến từ Nessa. Rake làm đôi. Một tiếng clutch tốt đến từ Rake. Và chiến thắng thứ tư này sẽ là thứ giúp đội hình bên phía team NIP giải đi những thế khó ở trọng ra thiếu trước đó. Pha thi đấu di chuyển bò trơn rất khó chịu đến từ Config. Hạ gục được vị trí của anh chàng Monesi cùng với Nico. Và sau đó thì hơi đáng tiếc, mặc dù Nessa có tình huống hút đạn, cùng với đó là Hushi nhảy xuống đặt tâm thẳng vào mồm địch. Nhưng mà 2v1 họ vẫn để thua với chị Rake ạ, hơi đáng tiếc. Vì Rake đã giặt ra căn tham minh, chết kill cực kỳ tốt trong tiếng vừa rồi. Nói đi thì cũng phải nói lại, bên phía của NIP họ cần có cho mình những cái bài đánh kiểu như vừa rồi, nhiều hơn. Nếu như mà cứ chơi hầu đánh chậm, bên cả bên phía G2 thì có lẽ là chỉ được 1 đến 2 round thi đấu mà thôi. Round thi đấu tiếp theo bên phía của NIP mặc dù chiến thắng nhưng họ mất cho mình đến 4 súng và Alex hiện tại bây giờ đang phải chơi cho mình khoảng mắc 10. Với khu bom sai A chúng ta thấy bộ đôi đó là Monesi cùng với đó là Nico. Hai tuyển thủ này vẫn còn đó là đồ trên người vị trí Monesi, mà với khẩu ốp này thì tướng trả đồ nó cũng chưa cần hết quá là nhiều. Nhưng với quả lửa này thì Monesi đã mất đi góc kế ốp của mình rồi. Một lửa bị nhồi ngược ra đến từ đội bộ đội bên phía G2 Esports. Ram vẫn chưa hoàn toàn có thể đem về được cơ hội đến từ đội hình bên phía team NIP đâu. Tất cả chỉ là một tình huống hút đồ cùng hút người thôi.
Nơi mà họ đang muốn đến vẫn sẽ là khu bóng B. 40 giây còn lại, Nessa và Husi sẽ bị thử thách. Bộ đôi IGL bên phía G2 Esports, trong tình huống ở round thi đấu trước đó họ đã không thể thành công. Và liệu rằng bây giờ 4 người đè hài thì liệu rằng bên phía của NIP có chiến thắng hay không đây? Tôi vẫn rất tin tưởng vào bộ đôi IGL này. Nào, Nexa đang mù trắng xóa, nhưng Alex đang muốn đi vào để tìm kiếm người ở trong tủ điện, nhưng chưa có ai cả. Bây giờ thì sẽ ra để mà đặt bom tôi. Hoshi có mạng Estac rồi, Hoshi cũng phải nằm xuống. 4v4 vẫn còn đó cơ hội dành cho phía của NIP, được củng cố thêm khi Rake có mạng bọn Nexa rồi. Nexa đang đổi mạng, Nico cũng đã lên tiếng. Nexa có double kill và giờ chỉ còn lại một mình Rake ở bên phía của NIP mà thôi. Mặc dù không có kit nhưng Nico quyết định là gỡ luôn. Rake không thể làm gì được hơn cả. Nexa kề cương như thế này rồi thì đi ra chắc chắn là cái chết mà thôi. Rake đã móc quá lâu và Rake chỉ đổi đúng một trong tình huống vừa rồi thôi. Đó là không đủ đội hình bên phía team NIP. Và trong một tình huống mà còn lại 3 người, kể cả là không có kit thì cũng sẵn sàng là gỡ luôn thôi. Không gì họ phải sợ cả. Vẫn có hai tuyển thủ đang kê về City mà. Góc đứng của Rake đã lộ rồi. Còn với pha thi đấu này thì Conflict cũng đã rất cố gắng. Mà chừng đó thôi là chưa đủ để với một tuyển thủ của bom sai đợi chờ với chiếc Rake móc ngược về. Nhưng Rake vừa walk và vừa móc thì nó cũng hơi lâu. Đợi mãi, đối phương gỡ bom 10 giây vẫn kịp. Khó, thật sự ra điều đó là khó là anh Rake. Người trong bom sai phải sống lâu hơn một chút. May ra Rake mới có cho mình cậu di chuyển tiếp được. Round thi đấu cuối cùng trong lượt thi đấu first half. Bên phía của NIP họ quyết định lại là chiếm RAM. Giờ thì mất máu rất nhiều, chiếm kiểu gì đây? Hunter có mạng Rake rồi, nhưng Hunter cũng đã phải trả giá. 4v4. Cái khe đấy là một khe có thể nhìn xuyên qua được và Hunter đã nhìn ra tuyển thủ bên phía team NIP. Còn pha này, ui, Conflict ơi, đừng giạt chay, trước đó đã có người chết rồi. Nếu muốn thử thêm một lần nữa, tôi tin chắc rằng Conflict cũng sẽ là nạn nhân. Nào, Conflict cũng sẽ là người đi móc máy những gì mà vị trí của Rake đã làm trước đó. Đó là muốn đánh về khúc bom sai B của đội hình bên phía team G2 Esports. Trong B có Nessa, Nessa thì còn lại đúng một quả flash, đối phương bắt đầu nhả đồ vào. Và bây giờ thì lộ ra trỏm đống, Nessa không thể nào kết thúc với chiếc Estac. Estac còn đó là một vài cái máu, Morrissey vẫn kịp được kê đằng sau lưng. Đã biết vị trí Conflict ở đâu và trước đó thì Conflict chỉ là không lộ mà thôi. Lửa trả vào không khiến cho vị trí của anh chàng Alex phải nằm xuống, bốn máu vẫn còn đó. Husi Nico sẽ rotate về cung bóng CB và retake ở trong 3 thi đấu này. Ôi, Alex bò một góc thi đấu rất đẹp, lần luôn là quả smoke. Và chắc chắn không ai biết sự xuất hiện này của anh chàng đó chính là Alex. Alex sẽ có cơ hội móc sau khi làn smoke phải tan đi mà thôi. Husi hạ của Estac thật đấy, nhưng bây giờ thì Hedrick cũng đã đổi mạng. Và đến bây giờ thì Alex mới bắt đầu xuất hiện cơ. Và đó là 5 round thắng dành đội hình bên phía team NIP ở lượt thi đấu first half. Và tỷ số 7-5, khoảng cách đang được đưa lên đó là con số 2 round thi đấu với các thành viên bên phía team G2 Esports. Một chút lời thế dành cho họ. Và giờ thì chúng ta hãy cùng nghỉ ngơi trong ít phút trước khi chúng ta sẽ đến với những lượt thi đấu tại loạt thi đấu tại lượt thi đấu second half. Nếu các bạn nào còn đang thắc mắc huấn luyện viên của đội hình bên phía team G2 Esports là ai thì mình nhấn mạnh thêm một lần nữa, đó là Tad của đội hình bên phía team Fighters Pro cũ, thời điểm mà các bạn đã biết cái tên đó là Pasa Bicep. Neo cũng là một trong những tuyển thủ trong máu của VP cũ và hiện tại Neo đang làm huấn luyện viên của đội hình bên phía team Faze Clan. Đây là một trong những huyền thoại. Và anh chàng này đã từng vô địch cho mình giải đấu Katowice 2014, nơi mà đến thời điểm hiện tại vẫn có cho mình đó là chiếc sticker đắt nhất mọi thời đại của tựa game CS2. Chiếc sticker của Katowice Holo 2014 luôn luôn được nhắc đến bất kể năm tháng nào. À, đương nhiên thì đắt nhất thì cũng không phải là của đội hình bên phía team VP rồi. Đắt nhất thì nó phải là của đến từ Titan cơ. Titan và iPower cơ. Nhưng mà VP thật sự là bất cứ đội tuyển nào ở trong năm đó anh đều đánh giá là rất là đẹp. Dignitas, 3DMark và một số đội tuyển khác. Đơn giản nhưng mà đẹp. Vâng, và chúng ta quay trở lại thôi. Đây sẽ là round thiếu Piston thứ hai và lợi thế đang thuộc về đội hình bên phía NIP khi mà cuối cùng họ đã chạm đến bên phía City Side tại round thiếu này rồi. Một cuộc lục đôi đến từ cái tên Estac và trái ngược hoàn toàn với cả G2 Esports, đó là NIP họ không hề lên kit. Bây giờ thì bên phía của G2 đang muốn có một bài fake B
Bên phía của NIP họ đã rất đông người ở khu vực B cũng như là middle. Nhưng bên phía G2 chỉ có đó là Hunter đang đi bài tơ vào thời đây rồi. Bác thợ săn có mồm của A-Stack luôn. Và chưa sủi, bác thợ săn vẫn đứng lại để có thể cấu thêm người, để các những người đồng đội của mình có thể đánh vào khu vực bonsai A, nơi chỉ có một mình Hattrick đang trấn thủ mà thôi. Thợ săn đang giúp đội hình bên phía team G2 Esports có trong những bước di chuyển với bonsai một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà với Rek, Rek lại đang tình huống leo thang. Bây giờ Rek vẫn là Rek của những round thi đấu Piston trước đó. Người đã đem về một cú A, nhưng bây giờ thì Hattrick đổi đúng một mạng trong bonsai mà thôi. Sẽ có một cội tanh về khu City rất là sâu đến từ tên Monesi. Monesi thấy bóng và Monesi chủ động pre-fight luôn. Và tiếp tục là headshot đến từ Monesi. Vị trí của Rek đã lộ. Alex thì sao đây, lẩn luôn một quả smoke này đến từ vị trí của anh chàng đó là Husi. Và Alex bây giờ ôi vẫn kịp thời vả được một mũi, không thể có cho mình đôi triple kill đến từ Monesi rồi. Và Rek, người trước đó đã có cho mình cú A tại Piston Round First Half. Thì bây giờ liệu rằng có thể clutch một đấu hai được hay không đây? Một góc đứng không phải góc đặt tâm, mà lúc nhận ra thì cũng đã vỡ mồm đến từ Rek. Nhìn thấy chân, nhưng mà chắc chắn các tuyển thủ chúng ta phải bắn vào mồm cơ. Chứ còn tầm đấy thì thôi, bye bye luôn. Một góc kê cực kỳ là khó chịu đến từ vị trí của Monesi. Gần như là first half thì Rek gọi, second half thì Monesi trả lời luôn. Bốn mạng dành cho tài năng trẻ bên phía của Tichu. Đó tên thật của Monesi. Kinh khủng thật. 13 round trôi qua, Monesi làm được 9 mạng ở gục em ạ. Có thể hướng số mạng gục của Monesi bằng vị trí của Hunter, Nessa, Uzi cộng lại. Bây giờ thì đội hình bên phía team NIP có cho mình một tiếng setup cực kỳ khó chịu. Và G2 Esports không hiểu tại sao tiếng vừa rồi cảm giác không có sự nhịp nhàng với nhau vậy. Cả Husi cả Hunter di chuyển lên chay, và sau đó thì đối phương búp ngược quả flash ra. Và kể cả là những khẩu MV9 thôi, họ vẫn đem về cho mình hai mạng gục một cách rất là dễ dàng. Bỗng dưng mất cho mình hai người đi khu vực đó là B main. Và điều này khiến cho các tên bên phía team G2 Esports đang phải đổ người ra middle. Nhưng bên phía của NIP khi mà khai thác được hai người của G2 T ở vị trí T-Stair rồi, thì bây giờ họ quyết định là đánh Đông A. Nhưng có lẽ rằng khi mà họ nhận ra rằng bên phía G2 quyết định là vào B trong khu vực này, có vẻ hơi muộn hay không đây. Nexa vẫn có mạng nha. Hattrick đổi một, ôi Monesi đổi đôi luôn này. Và đấy là Alex tự nhiên lắc luôn cái đường đạn sấy còn lại đến từ Monesi. Và điều đó giúp cho đội hình bên phía team G2 Esports đang đứng về một thế đó là 1-1. Monesi đang đoán ở trong pha thi đấu này, Monesi đoán được rằng người còn lại đó là Rek đang ở khu vực main. Bởi vì trước đó thì họ có mạng, và bây giờ thì vẫn là Rek có thể đem về chiến thắng, gọi tên đội hình bên phía team NIP. Hơi đáng tiếc, suy đoán đã chuẩn xác rồi, nhưng mà đối phương lại có cho mình cơ hội đặt tâm trước. Xíu nữa thôi, chỉ một xíu nữa thôi. Mà điều quan trọng hơn đó là thua second round đến từ bên phía team G2 Esports. NIP đã đem về cho mình cơ hội rút ngắn tỷ số rồi. Vẫn là con số 2 đó thôi. Nhưng mà thua Piston Round, thắng Second Round sẽ là điều mà các đội tuyển họ luôn luôn muốn hướng tới. Đây còn pha thi đấu này thật sự là tiếc dành cho Monesi. Một pha giạt ra swing luôn. Đối phương thì lại có cho mình cội đặt tâm trước mà. Rek vẫn là một cái tên tín chỉ. Đây không phải là sự ngẫu nhiên khi mà Rek là một tuyển thủ có cho mình cái thời gian thi đấu trong màu áo của NIP là lâu nhất. Bây giờ thì với round thi đấu thứ 15, bên phía của G2 Esports họ chỉ có một khẩu AK trên người của Nico và thôi. Giáp 2 sẽ là người Hero AK, vị trí Hero AK đến từ vị trí của Nico. Rek vẫn thu hồi được cho mình một khẩu AK trong round thi đấu vừa rồi. Liệu có sai timing hay không đây? Ôi, định bỏ qua. Bỏ qua smoke với chúng tôi mà Rek đã phải trả giá với cái mạng sống của mình. Khó giành thì... Hattrick ở đây. Hattrick ơi, lửa nhồi vào, và bây giờ thì Hattrick nào trả smoke. Đây rồi, vẫn kịp trả smoke nhưng góc đứng này đã lộ. Trong khi đó thì Uzi sấy. Uzi sấy được một người rưỡi, đó là quá thành công dành cho đội hình G2 Esports rồi. Hattrick, Estac, Alex đều nằm xuống và tiếp tục là Fox bay chiến thắng gọi tên G2. Thi nhau chiến thắng Fogby thôi. Và đến bây giờ người phải lắc đầu ngao ngán lại là vị huấn luyện viên của đội hình bên phía team NIP. Một tình huống bò trườn, một quả smoke cực kỳ là ảo ma đến từ bộ đôi bên phía team G2 Esports. Và sau khi họ đem về được một khẩu AK thì coi như mọi thứ là chấm hết đến từ đội hình bên phía team NIP.
Một trận thi đấu mà đem đến cho ta quá nhiều điều bất ngờ. Tại Mark thì Vertigo gáy là liên tục. Vâng, một chút thời gian tha mau bởi vì họ biết rằng nếu chiến thắng ở trong round thiếu này thì cơ hội để kết thúc Mark thiếu Vertigo sẽ rộng mở dành đội hình bên phía team G2 Esports. Tát còn cẩn thận bóp vai cho cả vị của Hunter nữa, nhưng mà thật sự đây là một trong những cái thời điểm mà đội hình bên phía G2 Esports đang có cho mình cái sự thoải mái. Cười nói vui vẻ rất là nhiều. Nó khác hoàn toàn với cả phong thái phía bên kia của NIP. Thì huấn luyện viên DGL thì thực sự là đang lắc đầu rồi. Round thi đấu tiếp theo, round thi đấu thứ 16. Bên phía của NIP vẫn có cho mình vị trí của Rake lên được khẩu Pharmat. Headshot thì bây giờ phải chơi scout thôi. Còn lại là DE. Liệu rằng với những cái khẩu súng như thế này thì bên phía của NIP có thủ được sai trước những khẩu súng bên phía G2 không? Vừa nói xong headshot có mặt của Monezy luôn. Lợi thế hơn người từ những khoảng tham minh đầu tiên đã có, nhưng không, Nico bình hòa nó luôn. Rake rất tò mò tiếng vừa rồi, vâng. Thấy đối phương phá đi cho mình cái quả smoke bằng nét, Rake cũng thử ngó là cái. Và điều đó giúp cho đội hình G2 Esports vẫn đưa về một thế đó là 4 vs 4 đội hình bên NIP. Và khi mà Rake đã nằm xuống rồi thì có lẽ đội hình bên phía team G2 Esports sẽ rất thoải mái mà thôi. Ôi, bắn cho mình khẩu 4S nhưng không bao ạ. Ôi, anh ấy thích chơi nhân trần à? Ôi, anh UC này lựa chọn một pha bắn cũng gọi là uy tín đấy nhở. Hai bờ bít nhưng quyết định nó là không bao luôn. Hợp lý thôi. Nào bây giờ thì đội hình bên phía team G2 Esports mang cái lượng hỏa lực này ra thẳng cùng middle. Bởi với những khẩu súng to này chắc chắn bạn nên bắn ở mid, nó sẽ thoải mái rất là nhiều so với một tình huống bò thẳng vào khu vực bom xe B. Và tham minh họ đi qua cũng rất là ảo ma nha. Họ đi qua đúng lúc đội hình NIP đang muốn stack hết ở khu bom xe A trong tình huống này. Nào bắt đầu bò vào, bây giờ thì chả có quả flash nào đâu. Esac sẽ không có bất cứ quả flash nào thành đội hình bên phía team NIP ở trong tình huống này. Và sau đó tất cả thành viên G2 Esports sẽ chạy ngược về khu bom xe B. Gần như là không hề có duyên với nhau ở trong tình huống này đến từ đội hình bên phía team NIP và G2 Esports rồi. Chỉ có người hưởng lợi duy nhất đó là G2 mà thôi. Và giờ thì không có lý do gì bên phía của NIP lại phải đi cứu cái quả bom này cả. Giáp nên xếp lại cho mình hai cái giáp 2 trên người của Hattrick cũng như là config. Rất khó khăn này cho bên phía của NIP. Tưởng chừng như có những giai đoạn họ đã có thể có những cái cơ hội để mang đến cho mình những cái chiến thắng, nhưng mà G2 Esports dập tắt luôn tất cả những cái hy vọng đó. Đến từ những pha phẩy ốp, những tình huống bắn của Nico và Monesi đúng không em? Đúng chính xác. 21 xác đến từ Monesi rồi. Và bây giờ thì hãy cùng xem nào, Nesa đang bò. Liệu rằng ai rơi vào tầm ngắm của Nesa đây, và giạt ra luôn. Nesa đang rất tự tin, nhưng mà đây là khẩu Nico ra Alex. Vâng, một lối bài cực kỳ khó chịu. Sờ cao lại còn combo thêm một Deagle. Nó gọi là hợp lý, nhưng cái điều quan trọng nhất là chiến thắng vừa rồi lại đem về cho đội hình bên phía team G2 Esports cơ. Vâng, quả smoke chưa kịp nổ thì trong một khoảnh khắc nhỏ rồi, rất nhỏ rồi, Hattrick đã kịp thời nhìn ra được Monesi ở đâu. Một viên sờ cao rất chuẩn xác. Còn bây giờ thì Tactical Timeout lần thứ 2 được sử dụng dành đội hình bên phía NIP. Map thi đấu thứ 2 sẽ là map thi đấu Anubis, map pick của G2, và cuối cùng chúng ta sẽ có map theo Noob. Nếu mà đây là lượt trận thi đấu có cho mình cả 3 map thi đấu. Fun fact là với NIP thì đang rất căng thẳng, còn phía G2 thì họ huấn luyện viên của họ Tát chỉ đi ra và bóp vai cho Hunter thôi. Cố lên em. Tại vì Hunter đang hơi thọt. Cố lên Hunter em. Hunter đang 5-10. Hunter chưa được chơi game quá là nhiều ở trong tình huống gần đây. Điều quan trọng nhất đó là chiến thắng thì đội hình bên phía G2 Esports họ vẫn có thôi. Đúng. Còn pha này thì đội hình bên phía team NIP họ chủ động là ai có gì bắn nấy. Thế muốn cố gắng giữ lại cho mình được tiền để có thể full buy, nhưng một quả nết. Một quả nết gần như là gần full máu luôn. Alex trừ 98 máu sau đúng một quả nết ạ. Chán luôn. Lùi thẳng vào trong bom xe A. Và đây là lý do vì sao mà Alex nên cầm cho mình khẩu scout này tiếp tục đi. Bởi vì cầm súng khác không bắn đâu. Đúng. Cầm scout thì may ra có cội một viên vả mồm. Đúng. Chứ còn nếu mà cầm khẩu khác như kiểu Pharmat ấy, Deagle nó cũng khó lắm. Nào,
pha này thì hai viên đạn Deagle cũng là khét đến từ hết tắc đấy. Và sau đó thì Conflict là người đem về mạng của Husi, tiếp tục Deagle mà thôi, nhưng Deagle làm sao để đấu lại những khẩu AK đây. Đối phương vẫn đang tràn vào hết trích, vẫn kết đổi một, vẫn đó là Conflict với tiếng vào một với Nico. Cái duyên nợ giữa vị trí của Conflict cùng với Nico. Alex hai máu không tính tiền, Rex đạp lửa, Rex đã chết rồi. Và sẽ là quá khó khi Conflict sẽ là key player trong pha thiếu này. Nhưng tiếc thay những khẩu súng to nó lại rơi quá xa với cả vị trí Conflict. Và Conflict vẫn chỉ có trong một khẩu Deagle mà thôi. Smoke bịt lại một đường và Monesi sẽ sang cánh còn lại để có thể kề vào thôi. Quyết định là Smoke luôn vào cho cẩn thận. Và Nexa thì vẫn đang chờ. Fake một nhịp, vẫn fake một nhịp để có thể lùa Alex ra. Họ muốn chắc chắn rằng sau lưng mình không có kẻ địch. Và bây giờ thì khi đã có những spam thì chắc chắn đội hình G2 Esports đã biết rằng đối phương hai người đều ở đằng sau này. Và Conflict đã nằm xuống rồi. Alex, ôi bye bye Alex, Alex sẽ chết. Và đó chiến thắng thì đội hình G2 Esports với round thắng thứ 11. Còn với round thi đấu này, đây sẽ là cơ hội full buy cuối cùng tại map thi đấu Vertigo dành cho đội hình bên phía team NIP. Conflict đã rất cố gắng, nhưng đối phương với lượng hỏa lực, với lượng đồ đạc đầy đủ được trả ra ở tiếng cuối cùng thì gần như không thể làm gì được dành cho vị trí của anh chàng Conflict. Conflict rất muốn pick thêm một người nữa, bởi vì người đồng đội anh ấy đó là vị trí của Alex đã quá yếu rồi. Đúng hai máu thôi, không làm gì được. Cái pha cuối đấy, Monesi nếu mà kiểu không bị mít cái timing ấy thì có khi Alex còn chết rồi. Chứ chả phải đổi lại thêm một mạng đâu em ạ. Nghĩ là như thế, nhưng mà đây, round thi đấu thứ 18 thì Rex lại có cho mình double kill một giai đoạn timing rất sớm. Nhưng liệu rằng có phát hiện ra Hunter hay không? Chắc chắn là không rồi. Bây giờ thì bomb side B đang mở một cánh cửa ra cho bên phía của G2. Nhưng vừa nói xong thì Conflict có mặt của Hunter luôn. 2v4. Round thi đấu diễn ra đấu súng từ rất sớm đến từ cả hai đội tuyển. Sao pha điều đấy Hunter vẫn kê tầng 2 nhỉ? Hunter lửa rồi mà. Không có ai giạt xuống, Hunter vẫn kệ, kệ rất trì. Và đến khi kẻ thù giạt ra từ khu City thì Hunter không kịp lắc tâm. Round thi đấu bắn có vẻ như là hơi mơ ngủ đến từ G2 Esports, họ để mất người rất nhanh chóng. Và đây cũng round thắng thứ 7 đến một cách cực kỳ là chóng vánh đội hình NIP nha. Tất cả mọi thứ đều xuất phát từ tình huống đem về cho mạ gục ở khu vực bom xe A đến từ vị trí của anh chàng Rex. Đây, pha này là một pha bắn thật sự là uy tín. Bởi vì Nico cũng là người spam. Và sau đó nhờ từ cái spam đó thì vị trí của Rex nhìn ra luôn được Nico ở đâu. Đó là lý do vì sao đội hình bên phía team G2 Esports mới có cho mình những tình huống mất người nó nhanh đến như vậy tại khu vực bom xe A. Còn bây giờ thì anh Tát mới bắt đầu căng. Từ những khoảng tactical time out trước đó thì vẫn còn vui vẻ để có thể đấm lưng cho người học trò của mình. À không, chính xác hơn là bóp vai. Nhưng sau pha thi đấu thua trong round thi đấu vừa rồi thì bây giờ huấn luyện viên của G2 Esports bắt đầu càng rồi. Và họ chỉ còn cách chiến thắng trong map thi đấu này hai round thi đấu nữa mà thôi. Cần chắc chiêu hơn. Round thi đấu cách biệt thì cũng chỉ là con số 4 đúng không em? Đúng. Nhưng trong đó 4 round thi đấu thì cũng chỉ có cho mình đó là một vài key round thôi. Và đây cũng sẽ là một trong key round tiếp theo đến từ đội hình bên G2 Esports cùng với đó là NIP. Vẫn là tiêu chiếm đồ như vậy nhưng cũng đã có thêm một quả lửa nhồi vào, một quả lửa cháy khá là khó chịu đi. Tham mình về sau lại khiến cho Hunter mất cho mình thêm một chút lượng HP. Còn cái pha thiếu này không còn là hai người đi nữa mà chỉ đơn giản là kê lại Nico mà thôi. Nico vẫn góp spam quen thuộc. Và lần này thì Rex cũng sẽ không đem về bất cứ một cơ hội nào từ first pick cả. Và với khẩu ốp này thì nó vừa đem về cho mình từ first pick đến tên A-Stuck. Mất một người ở B và chỉ còn nó là Conflict. Cần sẽ có sự support bên phía của NIP trở về khu vực middle nữa. Bây giờ có cả Rex phải đi về để support, nhưng nếu không thì thực sự rất tai hại khi G2 Esports họ quyết định là đánh lên khu vực bom side B. Nhưng có vẻ như là chỉ cần một mạng thôi và họ đang rồng rắn kéo nhau khu vực bom side A. Nhưng timing của Hattrick là hơi sai rồi. Nào để xem Hattrick và Monesi ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc đấu súng này đây. Ôi rất hề, đúng là G2 Esports ạ. Một tình huống tham minh cực kỳ lão mà để gần như block đi cái tình huống búp đồ vừa rồi. Còn bây giờ thì Hattrick đang kéo của ông mình ra. Hattrick phải có nhiều hơn nhưng đối phương bắn nhanh quá. Một pha quickscope cực kỳ là nhanh chóng và ảo diệu và khiến cho Hattrick mất rất nhiều máu. Và sau đó thì điểm kill thuộc về vị trí của anh chàng Hunter. Bây giờ hãy cùng xem đội hình bên phía team NIP họ thủ lại khu bóng xa kiểu gì đây. Có người móc máy đằng sau thật. Và bây giờ thì sẽ có người kề lại mà thôi. G2 Esports đang từng kéo và tiếp tục là mạng gục thứ hai dành cho Monesi.
Vậy là người cover và cứu thế giành có vị trí của anh chàng Conflict đã nằm xuống rồi. Vẫn còn là Alex, nhưng góc đứng này một góc chiếu quá đẹp từ cái đội hình bên phía team G2. NIP chỉ còn lại duy nhất một cách, đó đi xếp súng mà thôi. Round thi đấu sau là match point rồi. Ui, cái pha mà Hedgehog lùi về em ạ. Cảm giác nếu mà anh là POV của Hedgehog thì anh chỉ hở ra đúng cái cánh tay thôi. Đúng. Nhưng mà Morty bắn nhanh thật. Rất pha nhanh. Bắn đúng vào bả vai. Trẹo vai luôn, không về được mà. Mọi thứ diễn ra vô cùng là nhanh chóng. Nhưng mà thật ra cái góc thi đấu đấy của anh chàng Hedgehog là một góc thi đấu đua đài. Có nghĩa là một góc thi đấu bắt buộc phải càng đổi càng nhiều mạng càng tốt. Chứ còn không thể nào về được không với khổ được đó. Có một tình huống mà Hedgehog đã là người phải solo khu vực bom xe A để cho người đồng đội bách ngược về khu middle và đẩy mid. Đấy. Rất là khó thở chứ Hedgehog. Và rõ ràng là bên phía của G2 Esports họ cũng hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc nữa. Em vừa nhảy lên thì anh búp đồ ra và phế luôn đi quả đồ của anh. Thực sự là... Quan trọng là kết quả. Thắng. Chủ quyền là kết quả. Quan trọng là kết quả. Họ vẫn thắng. Mặc dù phương trình giải hơi sai nhưng kết quả lại ra đúng. Phương trình là cách khác. Cách nó dài hơn. Nó thêm một vài bước quy đổi đúng không? Đúng. Nhưng đúng. Kết quả vẫn đúng. Đúng. Tự nhiên em nói phương trình là anh nhớ đến câu chuyện team tọa độ 4 điểm ABCD là gì. mà còn câu đồ đến cái kiểu làm toán như thế đó, thì thực sự là rất chịu anh G2 luôn. Điều quan trọng nhất là lần này thì G2 đã không sai đúng không em? Đúng. Chỉ là một chút những cái sai timing, sai những tình huống gọi là giao tiếp với cả đội hình bên phía team G2 Esports thôi. Còn lần này thì với đội hình bên NIP họ đã phải chơi cho mình hai khẩu súng lục đến từ Alex cùng với đó là Estac. Nhìn sơ qua cũng có cho mình một vài những khẩu súng đến từ đội hình bên phía team G2 Esports đấy. Đó chính là những khẩu AK, những rec của Conflict. Với góc đứng này Conflict đang lựa chọn góc thiếu sinh tử rồi. Nhưng mà chết luôn. Không thể làm gì được. Conflict có thể hạ gục vị trí của Nico đấy. Nhưng mà với vị trí Monesi thì không thể làm gì được. Bất kể là T sai, C sai, Monesi bắn cứ như one hack vậy. Lắc tâm ra và góc đặt tâm ở ngay vị trí ở tầng 2. Chứ không phải là bình thường nữa. Và khẩu ốp này là một khẩu ốp đi trước cơ. Một khớp mang tính chất đi tanh của Windo. Rất ảo diệu đến từ vị trí các tuyển thủ bên phía G2. Họ bắn cái map Vertigo này cho NIP không kịp thở mà luôn. Nhưng giờ thì trục mid của NIP đang chống hoàn toàn. Và bắt buộc phải có cụm trong sai cùng với hai người mà thôi. Hedgehog và cả Rake bên khu vực bom sai A. Alex và Estac ở khu bom sai B, nhưng giờ chống thế nào đây? Chỉ có khẩu lục trên người của Estac thôi, không làm gì được hơn cả. Alex còn đó là đè, không thể làm gì được hơn đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Chắc là như vậy luôn, chứ mình nghĩ nữa rồi em ạ. Mà vẫn là Monesi hạ gục đi người bạn cũ Hedgehog ở tại khu middle. Còn bây giờ thì Rake lại một lần nữa, Rake phải đưa về một thế. Đó là A class 1v5. Bảo Rake có thể tình huống A ở pistol round còn có thể hiệu quả, chứ còn pha này để mà A class thì gần như nó là điều không thể. C4 chuẩn bị trôi qua đến một nửa tham minh rồi. Và bây giờ thì chúng ta nhìn thấy rằng ở đây đều là bốn người đều kê về khu vực. Đó chính là B-Ram. Nét được dội vào và sớm thôi, vị trí của Rex sẽ phải gần như là nằm xuống. Có thể bên phía team đó là NIP, mọi thứ hết rồi. Nào Rex làm gì ở đây? Vô vọng rồi. Và Nico là người hạ gục đi Rex, chiến thắng Vertigo thuộc về đội hình bên phía team Zichu. Thực sự là một map thi đấu không khó khăn này cho bên phía của G2. Như tôi đã nhận định rồi, bắn cho NIP không kịp thở. Thì anh đã nói rồi, map thi đấu Vertigo này, map thi đấu gọi là tạm ổn. Thật ra không phải ổn đâu, tạm biết tạm chơi đến từ đội hình bên phía team NIP thôi. Chứ còn map thi đấu họ bắn tốt nhất ấy, đó chính là Overpass. Map thi đấu đấy là map thi đấu thời điểm gần đây. Đội hình bên phía team NIP bắt buộc phải pick bởi vì họ chỉ biết bắn map đấy thôi. Nhưng mà ở Overpass ấy, NIP có một lối chơi đó là T-side bắn rất là hay, nhưng Science City NIP chỉ bắn trong bom sai. Đấy thế mới gọi là tín ấy, từ đội hình bên phía team NIP. Thủ sai đến chết. Cuối cùng thì với Vertigo thì với một đại diện như là NIP thì họ không thể nào có thể đối địch được với cái tên bên phía team G2 Esports. Vâng, mà chúng ta đã có cho mình đó chính là đội tuyển đem về cho mình map thi đầu tiên ở trong cặp trận BO3 này. Đó chính là đội hình bên phía team G2 Esports. Họ sẽ có cho mình lợi thế khi mà đây là map pick của đội hình bên phía NIP. Và sang đến map thi đấu tiếp theo, map pick của bên phía team G2 Esports, tôi tin rằng thì G2 sẽ có cho mình cái lối chơi nó phóng khoáng rất là nhiều. Mà thôi, phóng khoáng vừa thôi. Nhất là ông em Monesi, một tuyển thủ đã bắn cho mình đâu đó là gần 30 sát. Cảm giác như Monesi lúc nào cũng là một trong những tuyển thủ đem về cái sự đóng góp nhiều nhất đến từ đội hình bên G2 bất kể là trận thiếu nào, đúng không em? Đúng, chính xác là như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái giai đoạn nghỉ ngơi để chúng ta có thể
cùng nhau reset lại một chút. Chính xác hơn là một chút nữa thôi. Và chúng ta sẽ lại nói về cái trận thi đấu vừa rồi. Monezi, kể cả anh ta có bắn DE hay rifle cũng như là ốp thì thực sự là tay của Monezi hiện tại rất to, top 4 HLTV mà. Cũng không thể nào mà có thể chê trách được, kể cả gặp lại cái người bạn hat-trick của anh ta thì anh ta thực sự cũng không có một chút gọi là nhượng bộ nào. May mắn là nền CS2 chúng ta khi mà Simple gọi là tạm thời nghỉ ngơi thì vẫn còn Monezi để có thể đem đến chúng ta những cái cảm xúc nó thăng hoa như vậy mỗi tình huống bắn, đúng không? Monezi ở cái năm đầu tiên mà Monezi ra mắt với cả đội hình G2 Esports thì Monezi cũng đã đem về cho mình đó là top 6 HLTV. Năm nay thì top 4, kinh khủng nhỉ. Thì trông như thế này thì cũng chả mấy. Nếu mà Zayu cũng gọi là vấn đề về tuổi tác giống như kiểu Simple ấy, vấn đề về đội hình chẳng hạn, bởi vì đội hình bên phía team nào cũng sẽ phải có thời gian già đi thôi. Đúng. Che già mang mọc mà, thế anh nghĩ cũng sớm thôi nếu mà Monezi vẫn giữ nguyên được cho mình phong độ này. Và với cái vị trí của anh chàng Monezi càng ngày càng có thể nâng cao hơn cái trình độ bắn của mình, chắc top 1 HLTV nó cũng chỉ gọi là vấn đề thời gian. Đúng, chính xác là như vậy. Nếu như mà anh em mình hay nói đùa với nhau là nếu như mà Monezi không bỏ nghiệp làm tuyển thủ mà đi làm người sửa bug cho vào thì cái thứ cũng phải trả lương nhiều đấy. Đúng. Vì tôi cũng chưa thấy tuyển thủ nào mà tìm được nhiều bug như là vị trí Monezi. Chúng ta gọi vui Monezi đó là bug Nezi thôi, tại vì mỗi khi bản cập nhật mới diễn ra ở trên máy chủ của Vào ở trong tựa game CS2 thì Monezi cũng luôn luôn là người tìm ra những cái trích lỏ hay những cái bug lỏ rất là ảo diệu. Đây là lý do vì sao mà tôi thấy rằng ở map thiếu Vertigo thì Monezi chính là người hiểu map thiếu này nhất. Đúng. Rất là ghê gớm. Và đó tất cả thông tin chúng ta muốn truyền tải dành cho các bạn ở trong lượt trận thi đấu giữa đội hình BVG Esports đối đầu cả NIP. Còn bây giờ thì mình, Captain Fujin cùng với đó Captain Phương Ngôn xin phép em nghỉ ngơi trong ít phút để chuẩn bị di chuyển đến map thiếu thứ hai nhé.